Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết là có 3 trẻ em ở New York đã thiệt mạng vì căn bệnh có liên quan đến đại dịch Vũ Hán. Thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo, thông báo về cái chết của 3 đứa trẻ ở tiểu bang này và nó có liên quan đến bệnh viêm phổi Vũ Hán, một diễn biến mà ông gọi là rất đáng lo ngại. Bệnh nhân mới nhất tử vong là một em bé 5 tuổi với các triệu chứng giống như là bị sốc độc tố và bệnh Kawasaki. Những biểu hiện này bao gồm tình trạng sưng viêm các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm ở động mạch vành cung cấp máu cho tim, nóng sốt và nổi hạch. Ông Cuomo không cung cấp thông tin chi tiết của 2 bệnh nhân còn lại, nhưng ông lưu ý rằng virus Vũ Hán đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 3 trẻ em trên toàn tiểu bang. Phát hiện trên đã khiến cho các bác sĩ phải lật lại hồ sơ của 73 bệnh nhi từng bị nhiễm virus Vũ Hán và có các triệu chứng tương tự. Đáng chú ý là số bệnh nhi này test dương tính với virus Vũ Hán nhưng chưa có triệu chứng lạ lúc mới nhập viện. Thống đốc Cuomo nói rằng càng lúc ông càng lo ngại, đặc biệt là cho trẻ em, nhóm người vẫn được đánh giá là ít gặp rủi ro hơn so với người lớn nếu lỡ bị nhiễm virus Vũ Hán. Cũng theo thống đốc Cuomo thì ông không còn chắc về điều đó nữa. Có thể tình trạng trẻ em gặp biến chứng nặng đã diễn ra trong nhiều tuần, nhưng các bác sĩ không nhận ra chúng có liên quan đến virus Vũ Hán. Hiện nay thì các nhà nghiên cứu đang xem xét hội chứng tương tự bệnh Kawasaki ở trẻ em bị nhiễm virus Vũ Hán có phải là do gen hay không. Những ca bệnh tương tự được ghi nhận ở Anh, Ý và Tây Ban Nha. Theo Viện Y học Ứng dụng, bệnh Kawasaki thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh này xuất hiện trên toàn thế giới, nhưng các chủng tộc người châu Á thì lại có tần suất là cao hơn.